Còn bĩu môi bảo cấy thế này thì ăn cái gì? Chúng tôi cấy dày cũng chả ăn thua. Các bà cấy bôi bác thế này xong các bà về. Thế thì sau này có mà gặt cỏ. Thế nhưng mà chúng tôi đã áp dụng rồi, chúng tôi biết rồi, chúng tôi học, chúng tôi biết rồi. Thì chúng tôi cứ làm. Mình nói thì người ta cũng không tin lắm, nhưng mà thực tế người ta ra ruộng nhà mình thì người ta mới thấy được. Vì chúng tôi cấy thoáng, cấy thông thoáng, cấy thưa so với mọi tập quán ngày xưa chúng tôi cấy 3-4 rảnh một khóm cơ. Thế nhưng mà bây giờ cấy chỉ 1 đến 2 rảnh thì là cây lúa nó thông thoáng mà nó cứng cây. Đấy, thì nó hấp thụ được ánh sáng thì nó không, cây lúa nó khỏe thì nó không có sâu bệnh. Nhất là cái dày này, mấy sâu cuốn lá này là hạn chế rất là nhiều. Một năm hai vụ, và dù là đông xuân hay hè thu, bà Tâm đều áp dụng SRI giúp đem lại năng suất vượt trội. Trên tay tôi cầm là hai khóm lúa, một khóm lúa đây là cấy theo tập quán của nông dân ngày trước, vụ ngày trước, còn đây là cấy theo chương trình áp dụng SRI. Thì đối với cái SRI thì chúng tôi cấy thông thoáng, cấy thưa, mật độ thưa thì cây lúa nó như thế này. Mà theo tập quán nông dân thì cây lúa nó như thế này. Nói từ bộ rễ trước thì bộ rễ của cái áp dụng chương trình SRI là nó phát triển rất là nhiều và dài. Cây lúa, rễ lúa là nó dài và nó khỏe. Về thân cây và số bông hữu hiệu là nó cũng đẻ 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 15 rảnh. Cải tiến như thế nào thì có lẽ tôi không xin giờ... Thực hành tốt các kỹ thuật cấy mạ non, cấy thưa, tưới ớt khô xen kẽ, giảm giống, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, quản lý sâu bệnh và cỏ dại, kết hợp xới sáo để thông khí cho đất, bà Tâm và nhiều hộ trồng lúa khác tại xã Hợp Tiến đã tiết kiệm được tối đa chi phí sản xuất. Trước đây thì đối với giống ấy, bà con đã dùng từ 2 đến 3 cân giống trên một sào. Bây giờ cái giống thậm chí chỉ 5 đến 6 lạng là đảm bảo cấy đủ cho một sào. Năng suất lúa như năm nay đang ước đạt nó tầm độ 70-71 tạ trên hecta, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cái chất lượng của sản phẩm. Để làm sao mà chúng ta cấy được nông tay thì bén rễ chậm hơn so với cấy lông tay. Bây giờ ví dụ như tôi cấy như trước thì tôi ra mắt và tôi cấy vẫn là ra thành hàng. Nhưng bây giờ tôi cấy như này tôi phải lo làm sao kỹ thuật nó phải đều đều tay. Đấy. Tại vì mình bắt đầu mới học mà, cho nên là mình phải lắn lót. Cô ơi, vừa nãy theo cháu hướng dẫn ý, thì cái biện pháp của mình là cấy theo truyền thống là úp tay. Vâng. Nhưng bây giờ cô cứ thử cấy ngửa tay lên đi. Thì cây mạ nó sẽ lông hơn, cả sau này nó sẽ bén rễ hồi xanh nhanh hơn cô ạ. Thì cô làm thử đi. Đấy, cô ngửa cái tay lên. Cô cấy cứ chậm chậm thôi, không cần phải nhanh đâu cô ạ. Cứ từ.
Thời điểm mà sau khi bón thúc đợt 1, đấy, đến cái giai đoạn đứng cái thì phải nói là tiết kiệm được cái lượng nước tưới khoảng 2-3 lần so với cái canh tác truyền thống trước đây. Thế và nếu đã tháo cạn nước sau cái giai đoạn bón thúc thì làm cho cái bộ rễ của cây lúa được ăn sâu xuống và tăng cái khả năng đẻ nhánh hữu hiệu trong một cái thời gian rất tập trung. Theo ghi nhận của các nhà khoa học, khi được áp dụng kỹ thuật SRI, cây lúa được sinh trưởng thuận lợi hơn, cây khỏe, đẻ nhánh tập trung, đồng thời bộ rễ ăn sâu vào đất nên có khả năng chống chịu ngã đổ khi có mưa bão. Tuy mang lại nhiều lợi ích nhưng kỹ thuật SRI lại khác biệt so với các phương pháp cây lúa truyền thống. Vì vậy, để vận động thực hành và thay đổi được thói quen canh tác lúa của bà con, các cán bộ nông nghiệp tại các địa phương đã tham gia cùng bà con ở tất cả các khâu, các giai đoạn chăm sóc cây lúa, từ khâu xuống giống cho tới khâu bón phân. Thông thường, ở giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh, bà con thường bón thúc một lượng lớn phân bón vô cơ. Nhưng với phương pháp SRI, lượng phân bón sẽ được tiết giảm tối đa. Thì chúng ta đã bón phân lần đầu là tương đương với khoảng 1-1,5 cân đạm trên một sào. Thì đến bây giờ là sau cấy khoảng 12-13 ngày, chúng ta tiếp tục bón phân lần 2. Thì nếu mà những gia đình mà bón phân đơn ý, thì bón 2 cân đạm và 2 cân kali trên một sào. Bà con vốn đã quen với việc bón phân số lượng lớn, nên khi bón một lượng phân ít hơn, từ 1/3 tới 1/2 lượng phân bón thông thường, sẽ không quen tay. Vì vậy, các cán bộ hướng dẫn kỹ thuật SRI đã tìm ra một cách, đó là sử dụng cát đen trộn lẫn với phân. Trên để mà bón ấy, thì phân nó không đọng trên lá lúa, thì chúng ta sẽ chia phân ra theo từng diện tích và chúng ta trộn cát vào, trộn cát đen vào. Một là bón thì nó sẽ rơi xuống nước, nó không đọng trên lá, không làm cháy lá. Thứ hai nữa là những cái ruộng nước sâu ấy, thì cát nó sẽ dính vào phân mà nó sẽ chìm xuống dưới đất, thì cây nó dễ hấp thu dinh dưỡng hơn. Trung bình, mỗi một sào lúa có thể trộn thêm từ 3-4 kg cát đen vào phân bón. Do lúa cấy theo luống nên bà con có thể căn cứ theo luống để chia lượng phân bón cho đều. Thực ra thì lúc đầu thì nó cũng hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng qua độ 1-2 lần là chúng ta rắc chúng ta vung lên thì cái căn cứ cái lượng đấy thì nó cũng đều thôi. Việc bón phân cân đối NPK và không bón dư đạm còn giúp cho cây lúa cứng cây, bộ lá không quá tốt nên đảm bảo sự thông thoáng trong ruộng, hạn chế sâu bệnh phát sinh, giúp tiết giảm được tần suất và số lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Theo cái mô hình SRI, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà chỉ sử dụng các biện pháp thủ công. Nên là trên đồng là thường xuyên có các cái đối tượng sinh vật khác nó sống, ví dụ như cua, như ốc, như ếch hoặc là cá, tôm là rất nhiều. Đấy thì một là đảm bảo về cái hệ sinh thái đồng ruộng, thứ hai là an toàn cho người, thứ ba nữa là không gây ô nhiễm môi trường ở trên đường đi. Đi gặp tôi mọi người ơi. Đi. Là quốc gia sản xuất và xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới, mỗi năm Việt Nam sản xuất khoảng từ 26 tới 28 triệu tấn gạo. Thế nhưng theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, trung bình cứ 0,9 tấn gạo được sản xuất tại Việt Nam thì làm phát sinh ra 1 tấn khí CO2 vào khí quyển. Theo đó, mỗi năm, ngành lúa gạo Việt Nam làm phát thải 50 triệu tấn khí nhà kính. Con số này chiếm 48% lượng khí nhà kính phát thải của toàn ngành nông nghiệp. Do đó, việc áp dụng phương pháp SRI để giảm ít nhất 24% lượng phân đạm bón cho lúa là hết sức cần thiết, bởi sự dư thừa của nguyên tố đạm khi bón vào ruộng lúa ngập nước là nguyên nhân chính làm phát thải khí CO2, khí CH4 vào không khí. Khí metan hiện nay là một trong những cái loại khí mà gây phát thải nhà kính lớn trong sản xuất lúa. Mà cái ưu điểm của SRI thì cái biện pháp rút nước và kết hợp giảm phân đạm, bón phân đạm. Bởi vì khi anh rút nước thì cái bộ rễ nó sẽ tiếp xúc với không khí chứ không phải bị ngập nước. Và khi chúng ta rút nước thì nó là yếu khí, tức là không khí vào và các vi sinh vật nó phát triển và đồng thời nó hấp thụ carbon. Đấy, cho nên vai trò của SRI này nó rất quan trọng, tức là hấp thụ khí carbon và đồng thời giảm cái CH4 bay hơi vào không khí.
Từ đầu họ không hiểu lắm và cũng không quan tâm nhiều đến việc phát thải khí nhà kính. Ví dụ như là trước đây thì người nông dân quen cấy mới mật độ dày, thì hiện nay là chúng ta khuyến cáo cấy thưa, rồi người chúng ta trước đây là cấy mạ già thì bây giờ cấy mạ non, trước đây rơm rạ thì vứt đi, bây giờ thì tận dụng nó để bón lại đồng ruộng. Thì đó là những cái hoạt động mà cũng rất gần gũi và rất dễ và đơn giản cho người nông dân, nhưng mà chính họ đã được thực hành, được cảm nhận và được nhận thấy cái sự thay đổi, đó là năng suất cây trồng tăng lên, sâu bệnh ít hơn, sử dụng ít thuốc bảo vệ thực vật hơn và hiệu quả kinh tế cao hơn, cánh đồng sạch và đẹp hơn. Thì đó là những cái họ rất dễ nhận thức. Thì đây là một cái tiến bộ mà không phải chỉ ở Việt Nam, ở rất là nhiều nước mà canh tác trên thế giới, ví dụ như là cạnh chúng ta là có Thái Lan, rồi Ấn Độ là những nước cũng áp dụng cái SRI này rất là mạnh. Thì đây là một trong những cái tiến bộ kỹ thuật mà chúng tôi cho rằng là trong cái thời gian đưa vào Việt Nam từ những năm 2003 thì đến hiện nay là nó đã phát triển đến khoảng 35 tỉnh thành và trên